Rồi các chị có thể là cho bà xã chung chào hôm nay được không ạ? À chúng nhớ lại năm 2017 à công ty em quay của mình có tài trợ cho chương trình thi hoa hậu. À, lúc đó là chúng được công ty em quay tặng hai vé à, vô hội trường ở ở Hồ Chí Minh để dự chương trình thi hoa hậu thì coi một buổi trời ngồi rất là lâu mình cảm thấy ngồi một hồi mình lười biếng mình là cảm thấy đau lưng nhưng mà chưa biết qua hậu lại hết nhưng mà chúng nói bà xã nói, thôi em ơi coi hoài chán quá hồi về thì bà xã mình nói chưa thấy qua hậu mà chờ chút xíu nữa đi biết qua hậu rồi về à, nhưng mà chúng nói có một câu thôi là đứng lên về chúng nói anh coi từ nãy tới giờ không thấy ai đẹp bằng em hết <laughs> thôi về đi <laughs> à, Điều khi là vợ chồng mình tiết kiệm những cái lời khen nhau đúng không ạ? Khi mới yêu nhau thì mình khen rất là nhiều thứ. À, mình không có tiết kiệm, mình phóng khoáng lắm. Nhưng mà khi cưới nhau về rồi á, thì mình tiết kiệm từng lời. Và đa số mình nhìn bọc những cái khuyết điểm rồi mình nói là nhiều. Và ngày xưa Chung cũng vậy. Nhưng mà không ngờ đến với môi trường kinh doanh em quay thì khác. Cái việc đầu tiên mà Trung được học từ người thầy gần đó, là dạy cho mình cái cách làm sao để đối nhân sự thế. Dạy cho mình cái cách làm sao để xây dựng một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thầy chúng nói á, nếu như thành công em quay, mà thiếu đi cái hạnh phúc gia đình thì cái thành công đó là không có ý nghĩa gì hết giống như bao nhiêu công việc truyền thống người ta có tiền nhưng mà ta không có cái hạnh phúc gia đình như vậy mình vào trong em quay mình đi tìm cái sự trọn vẹn của thành công mà mình không biết cách đối xử trong gia đình của mình thì mình thành công đó là cái gì nữa đầu tiên mà thầy có chung dạy là làm sao để xây dựng cái gia đình hạnh phúc và từ đó mới biết là, là khen vợ mình là như thế nào <cười> <cười> rất là cảm ơn em quay, rất là cảm ơn anh chị à, đã tạo điều kiện cho Trung Thơ ra đây để giao lưu à, về kinh, à, kinh nghiệm của mình. À, cách đây à, một tháng, chúng có về thị trường của mình ở thị trường cà mau ở tỉnh à, cuối cùng của tổ quốc. À, Chung cũng có thị trường ở đó và về bắt đầu chia sẻ cho anh em. Sau khi mà chia sẻ xong thì mình bước ra mà đi làm quen người à, mình mở thêm thị trường mới. Thì có quen một bạn bắt đầu là rủ uống cà phê, sau đó chia sẻ em quay và nói rất nhiều về em quay. Và bạn nói anh Trung ơi Em nhớ em quay ngày xưa ở Cà Mau Náo nhiệt lắm Nhưng bây giờ trầm lắng quá Hình như người ta nghĩ hết rồi đúng không anh Thì Trung nói đúng Chính vì người ta nghĩ hết anh mới kêu em làm em quay đó. Còn người ta làm thành công hết rồi em về em ngủ đi Làm gì nữa Thì mình thấy được cơ hội trong lúc còn khó khăn đúng không <laughs> Và chúng luôn nhìn thấy cơ hội trong cái, cái khó khăn Lúc nào đi thấy thị trường nào khó là mình cũng muốn đi đến mình chiến hết cái gì Thì Đó đó ngày hôm nay Khi mà Nguyên có được lời mời Trung Thơ ra ngoài thị trường Hà Nội Lúc đó còn suy nghĩ lắm Tại mình chưa có ngoài thị trường ngoài này Nhưng mà mình suy nghĩ rồi mình nói Thị trường Hà Nội là một thị trường rất tiềm năng Và mình đã đồng ý Nguyên Nhưng mà về đồng ý xong Về nói với đồng đội của mình Trung Thơ sẽ ra thị trường Hà Nội Khai phá thị trường Hà Nội Có bao nhiêu lãnh đạo sẽ ra thị trường Hà Nội Và lúc đó có khoảng 60 lãnh đạo đồng ý đi theo và sẵn dịp đứng đây chung cũng có một cái tuyên bố trước khi tuyên bố xin phép anh chiều xin phép chị Điệp và xin phép tất cả các lãnh đạo Đài Ma Đốc và ngày hôm nay chúng tôi tuyên bố chúng tôi dẫn 60 lãnh đạo tư năng của mình ra đây để khiêu chiến với thị trường Hà Nội và chung nó đoạn lội của mình lãnh đạo chúng ta đào tạo ra không phải là để làm việc dễ mà là phải làm việc khó Thí cho hà nội là một thị trường rất tiềm năng tại sao chúng ta không chịu làm đúng không ạ và chúng đối với đồng đội của mình mình ngủ không phải là cả thế giới cũng ngủ như mình mình phải đứng lên mình làm mình phải nỗ lực mình phải kêu chiến với thử thách và ngày hôm nay miền tây miền nam chúng đã xây dựng hơn 40 lớp học rồi đã dàn trải hơn 20 tỉnh thành rồi. Và đến thời điểm này chưa thống kê lớp học mới phát sinh. Và có thể là hơn 50 lớp học đang vận hành rồi. Và bây giờ cái đại hội mà Trung Thơ tổ chức bây giờ hơn 1.000 người rồi. Và hai đầu cầu, mà nếu như gọp là hai đầu cầu thì nó hơn 2.000 người rồi. Một đầu cầu ở Cần Thơ mà chúng tổ chức là cả ngàn người đại hội rồi. Hồ Chí Minh thì một cái nữa. Bây giờ rất nhiều các lớp học bắt đầu mở ra. Và mỗi một tỉnh, trung bầu một lãnh đạo đứng lên một tỉnh trưởng một cái thị trường. Để xây dựng cái lớp học rồi đó. Và ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, chúng tôi cũng họp tại Hà Nội gom tất cả các lãnh đạo tên anh của mình và bầu ra một thủ trưởng ở Hà Nội rồi và chúng nói với thủ trưởng này là một cái người phụ trách cái thị trường Hà Nội và làm sao trong một năm nữa hai năm nữa phải xuất hiện lãnh đạo tại Hà Nội và tại thị trường ở miền sao vắng lạnh quá vậy? <laughs> 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 và chúc bầu thủ trưởng hà nội là một cái lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong đội nhóm trường chúng à đâu thủ trưởng hà nội đâu rồi đứng lên cho để chào ra mắt thị trường hà nội đâu ạ ngô duy tân đâu rồi ngô duy tân à, mời mời tân lên sân khấu để ra mắt à, có gì à, lãnh đạo của em ra thị trường hà nội mong các đại minh mân... <laughs> <laughs> giúp đỡ đây, đây là lãnh đạo trẻ của chúng thơ à, cực kỳ là nhiệt huyết à, <laughs> Có thể là xin phép cho thủ trưởng nói vài lời được không ạ? À? <laughs> à, à, rất là hồi hộp tất cả các anh chị à, Đây là cái điều mà tôi không biết trước à, Và cái tay tôi cầm rất là ru à, Rất là cảm ơn anh Triều, rất là cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo Và rất là cảm ơn tất cả những anh chị ở Hà Nội À, và tôi mới nhận cái à, nhiệm vụ ngày hôm qua, tối ngày hôm qua khoảng lúc 10 giờ đêm các anh chị. và với sự tin tưởng của lãnh đạo Trung Hơn và với cái sự quyết tâm cần nhất định cùng với lãnh đạo sẽ xây dựng được thị trường Hà Nội. Okay. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. <cười> 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 và chung đối với lãnh đạo trẻ tuổi mình đó, tuổi trẻ không được làm việc những việc dễ mà phải khiêu chiến với thử thách thị trường hà nội tuy rằng có nhiều thử thách nhưng mà đó là thị trường tiềm năng nhất và chung cử thêm hai lãnh đạo để hỗ trợ cho duy tân và để chấn giữ cái thị trường hà nội này và còn thị trường miền trung tối ngày hôm qua chúng cũng cử một lãnh đạo để phụ trách thị trường miền trung và qua tết trung thơ kéo lãnh đạo ra để xây dựng lớp học ở ngoài miền trung là ngay thị trường đà nẵng đó nếu như mà các chị có thị trường đà nẵng phải chậm chậm hay làm để chung thơ ra và nói thiệt với các chị ngày hôm nay chúng tôi làm em quay cảm thấy lên tay mình không khó 11 năm trước chúng tôi làm em quay mất thời gian 5 năm mới là được tay mình đây lúc đó không có lớp học chưa có kinh nghiệm và có rất nhiều cái mà mình không biết nhưng mà trong thời gian vừa qua trong vòng có một năm tái thiết lại hệ thống để xây dựng lại một cái chuỗi lớp học rất là vững mạnh và chúng tôi nói đây là một cái dây chuyền sản xuất đại mình và ngày hôm nay đoàn đội của chúng tôi cũng có một chiến dịch và ngày hôm nay mắt cho thị trường hà nội biết được cái chiến dịch của chúng tôi và đoàn đội của chúng tôi bây giờ rất tự tin hai năm có thể là đại mình và cái chiến dịch mà chúng tôi đưa ra đó là chiến dịch 730 ngày đêm đưa lên đại mình. Mục tiêu của tất cả các lãnh đạo mà Trung Thơ dẫn dắt bây giờ là hơn 100 lãnh đạo, đều đặt mục tiêu là hai năm nữa sẽ là đại mình. Từ khi mà chúng tôi cái chiến dịch này, hầu như tất cả các lãnh đạo của Trung Thơ bây giờ có đủ nhánh cơ cấu, đã sáu nhánh hết rồi. Và có thể là trong năm nay, đại mình chưa xuất hiện, nhưng mà anh chiều nói, ngày nãy đi lên đây, chúng tôi nói với anh chiều, anh chiều, hai năm nữa đoàn đội chúng tôi sẽ xuất hiện rất nhiều đại mình cho anh chị coi và chúng thấy tất cả các lãnh đạo và chúng thấy hai năm nữa và chúng có rất có tự tin trong hệ thống của mình sẽ xuất hiện 20 đại mình tí cần cái niềm tin hơn cái gì làm em quay không khó khó nhất là chúng ta tìm được cho mình một cái niềm tin đủ lớn 11 năm qua chúng tôi làm em quay rất nhiều rất nhiều người nói em quay rất là khó nhưng mà chúng tôi chả thấy em quay khó là gì hết Có gì Nghe vài lời nói từ chối người ta Cho mình về mình buồn mình bỏ cuộc là khó Và chúng tôi chưa bao giờ Vì một vài lời nói mà mình bỏ cuộc Mình dừng lại Nhưng mà trong quá trình mình làm em quay mình dẫn dắt đầu nội Mình xây dựng hệ thống Sẽ có rất là nhiều người gặp một chút xíu khó khăn thôi Họ cũng bỏ cuộc rồi Một cái sự nghiệp lớn như vậy Một cái sự nghiệp vĩ đại như vậy Một khi mà chúng tôi đã xác định làm em quay là coi như là cuộc đời này sẽ cống hiến cho em quay mình đã đi tìm quá nhiều cơ hội rồi mong muốn một cơ hội để thay đổi cuộc sống mà mình không có sau khi xác định đã làm được em quay xác định em quay là một sự nghiệp và chúng nói thề phải sống chết với em quay mình nói là đây là một cơ hội duy nhất cho cuộc đời của mình thay đổi cuộc sống cho dù có khó khăn cỡ nào mình cũng phải vượt qua không được lùi bước và trong quá trình xây dựng cái sự nghiệp này rất nhiều rất nhiều người bắt đầu đi theo mình một thời gian khó quá anh trung ơi em làm không được em nghĩ à ừ, nghĩ đi nghĩ sớm tốt anh đi tìm người khác anh làm không có buồn rầu là gì hết à. lúc nào trong đầu mình suy nghĩ cũng phải thành công phải thành công chưa bao giờ ngồi lại suy nghĩ tại sao nó khó và đi chia sẻ em quay mình gặp rất nhiều người suy nghĩ rất là lạ có một lần được đi du lịch với công ty về từ sân bay tăng sân thức mình bắt xe về nhà trên đường đi taxi hai vợ chồng vừa được đi du lịch về rất nói rất là vui vẻ về cái chuyến du lịch Ây à, bây giờ là cảm nhận về em quay mình quá tốt và đang nói về cái câu chuyện đi du lịch của mình thì bắt tài xế bắt đầu hỏi hai đứa em làm em quay hả Ê, bác tài biết em quay hả bác tài biết trời ơi bạn bè tối ngày rủ anh hoài anh, anh biết em quay tốt không tốt anh biết tốt nhưng mà anh bận lắm anh làm làm không có được nhưng mà anh biết được là làm em quay cần phải kiên trì lắm anh thì cái đó không có kiên trì tôi quay qua mình hỏi bác tài anh ơi anh lái xe được bao nhiêu năm rồi bắt là anh rất là tự hào cái tay nghề của anh á tài xế em biết không cái nghề tài xế của anh ở đây hơn 10 năm rồi Mình quay qua hỏi Anh cũng kiên trì dữ ha Ủa như vậy 10, 10 năm qua rồi chắc Anh lái xe anh giàu rồi đúng không Ôi ơi em ơi Ngày xưa lái còn có tiền Bây giờ công nghệ nó ra Tài xế công nghệ bây giờ phát triển rồi Bây giờ hết ăn rồi Mình nói lại câu anh anh từ khi mà lái xe có tiền Đến lái xe không còn có tiền Mà anh cũng còn kiên trì sao ủa tại sao biết em quay tốt mà không làm <laughs> tại sao cuộc đời quá nhiều cái lý do mình cố biết mà mình cố gắng mình giải thích anh thì anh cứ nói là anh bận lắm anh không có kiên trì được đôi khi cuộc đời của mình đang kiên trì mà mình cũng không biết đúng không ạ à? mình đổi thử em quay phải kiên trì lắm á à? đi chia sẻ em quay nó trời ơi được với em phải kiên trì dữ lắm mới làm được mình không kiên trì ở đây không lẽ mình về nhà mình ngủ không kiên trì công việc khác sao vậy cuộc đời của mình phải kiên trì đúng không ạ à? Nhưng mà kiên trì 5 năm để có được cuộc sống tốt như này Tại sao mình không kiên trì đúng không Và chung nói tất cả đoàn đội mình thì như vậy à. À. Khó khăn một lần thôi mà vất vả một lần thôi mà Khi mà vượt qua tất cả rồi Cuộc sống mình sẽ thay đổi Chứ đó một khi đã xác định làm em quay Phải làm cho tới cùng Còn nếu không xác định làm em quay Thì làm người tiêu dùng đi Tại sao sản phẩm em quay cũng quá tốt rồi Do đó trước khi mà đoàn đội của Trung Thơ chúng nói tất cả các lãnh đạo Nếu như lãnh đạo nào không có mục tiêu hai năm lên đại mình là chúng sẽ không bao giờ dẫn dắt có bây giờ như vậy là đủ rồi nhưng mà không ngờ lãnh đạo trong đội đội giới với trung thơ tất cả đều có mục tiêu lớn và đang chiến đấu để làm sao để hai năm lên đại mình và bây giờ là sao đang cuồng cuồng nhiệt và có rất nhiều lãnh đạo bây giờ đặt mục tiêu hai năm sau không phải là đại mình mà là edc trở lên tại chúng nói tay mình cũng là sáu nhánh bây giờ chính sách kinh doanh của em quay edc cũng là sáu nhánh tại sao không lên luôn edc và bây giờ trong hệ thống của Trung Thơ bây giờ là sao rất nhiều người chuẩn bị có 6 nhánh đạt 21% rồi. tại. Vậy em quay khó hay dễ? Khó hay dễ là do cái suy nghĩ của mình đúng không ạ? À? Và khi mà Trung Thơ dẫn đầu đội ra ngoài thị trường Hà Nội bắt đầu làm quen mà cũng nghe rất là nhiều cái câu chuyện Em ơi, Hà Nội em quay chị ấy biết nhưng mà khó lắm nó cũng y gan như miền Tây hả à, cái gì nó khó y gan nhau à nhưng mà tại sao mình suy nghĩ khó tại sao có nhiều người không dám làm đây, cái suy nghĩ của mình nghĩ khó là sẽ khó đúng không nhưng mà khó tại sao trong thời gian mà hai ba ngày nay đồng loại chúng ta bảo trợ quá nhiều người vậy thì ra phát hiện còn nhiều người cũng còn giấc mơ đúng không ạ à? cũng phát hiện còn rất nhiều người cũng còn đặt niềm tin vô em quay đúng không ạ à? thì mình đi tìm ai chúng phải đi tìm người có niềm tin đúng không ạ à? một ngàn người mình tìm một người cũng được rồi thì để có sáu nhánh mình chia sẻ sáu ngàn người mình có sáu nhánh rồi và có đủ niềm tin không phải kiên trì thôi và Trung thơ bây giờ nói với đoàn đội trước khi hà nội phải liên tục đi làm quen liên tục chia sẻ chắc chắn mình sẽ tìm được những người tiềm năng những người muốn thành công những người muốn thay đổi cuộc đời những người không có giấc mơ đừng quan tâm và trong quá trình đi chia sẻ có rất nhiều người nói những lời đó rất khó nghe mới mở miệng hỏi em làm gì nói em làm em quay là họ không muốn nói chuyện với mình nữa rồi và chúng nói đừng quan tâm chuyện đó đây vì một năm trước anh trung giờ cũng vậy đó nhưng mà chứ cái sự kiên trì cũng thành công đúng không à. Do đó các anh chị ở Hà Nội Phải giữ vững niềm tin của mình Có thể ngày hôm nay người ta từ chối em quay Nhưng mà chưa chắc gì 5 năm nữa 10 năm nữa người ta từ chối em quay Tại bây giờ trong hệ thống của Trung Thơ Rất nhiều người 10 năm trước làm em quay Và bây giờ đã chính thức quay trở lại làm em quay rồi Và bảo chờ rất nhiều người đã sống vậy rồi 10 năm trước làm em quay Vì một cái lý do nào đó Vì cái cách làm không đúng Mà họ thất bại, họ bỏ cuộc Nhưng mà họ theo dõi cái quá trình mình làm Bây giờ thấy những người thành công em quay Cuộc sống quá tốt bây giờ bắt đầu sống dậy và trong hệ thống của trung thơ bây giờ bảo trợ mấy người như vậy khi mà sống dậy làm trong vòng một tháng hai tháng ba tháng có thể lên silver rồi các anh chị và bây giờ hệ thống trung thơ chúng nói với tất cả các anh chị đồng đội mình bây giờ mình đã các cái lò sản xuất em quay rồi lò sản xuất đại mình rồi có cái dây chuyền sản xuất rồi có một cái chuỗi lớp học đào tạo rồi và chúng nói bây giờ làm em quay mình lên silver nó dễ hơn ngày xưa trung thơ làm lên 12% và bây giờ quá nhiều lãnh đạo xuất hiện và các chị biết là hệ thống lớp học của mình về neutralize, về artistry, về tư tưởng và quan niệm đã có dày dặn hết rồi. Cho đó bây giờ chúng rất là tự tin để ra thị trường Hà Nội để khiêu chiến với thị trường Hà Nội. Cho đó các anh chị đang mình ở Hà Nội. Anh Bình chị Nga từ từ làm. Chị Điệp ơi, từ từ để em ra các chị. Và các chị, nếu như các chị ở thị trường Hà Nội mà mình không chịu làm thì Trung Thơ sẽ dẫn đầu đội ra làm thị trường. Tại vì thị trường miền Tây Chúng ta mà không làm thì chị Điệp cũng kéo quân về làm thôi Và chứng tỏ cái mấy ngày nay thấy chị Điệp ở miền Tây liên tục Đấy. Và chúng nó mấy đoàn đội mình không làm thì người khác sẽ làm Mình ngồi với tấm vàng mà mình không chịu bới Người khác sẽ đến người ta bới Đúng không? Đó cơ hội là ngang nhau Nhưng cái quan trọng là chúng ta có nắm bắt và chịu nỗ lực hay không Do đó khi mà các chị đã lựa chọn được em quay rồi Các chị phải đặt niềm tin Các chị phải quan sát em quay trên thế giới đã chứng minh hơn 60 năm qua rồi và cái sự nghiệp kinh doanh đang quay thành công nó tốt như thế nào rồi nhưng mà đừng bao giờ nhìn vào những người thất bại thị trường hà nội cũng giống như thị trường miền tây cũng giống như cái thị trường cà mau của chung gì đó sẽ gặp rất là nhiều những cái xác chết trong xác chết mình gọi là xác chết là những người đã bỏ cuộc em quay đã người ghét em quay đó và chung nói gặp rất là nhiều người em quay không có được đâu em quay khó lắm và cái gì đừng quan tâm những người đó và đi làm em quay, đi bảo trợ em quay, đi chia sẻ em quay Cũng đừng quan tâm những cái người không hiểu em quay rồi. Như vậy bây giờ mình biết em quay Mình muốn thành công em quay, mình sẽ nghe ai Trong hệ thống ở Trung Thơ có một cặp vợ chồng Có một người vợ làm em quay ở Vịnh Long Và cái chị biết là cái người vợ mà hiểu em quay rồi á Cái người vợ là cái người có giấc mơ lớn rồi á Và liên tục đi chia sẻ Nhưng mà cái người chồng không hiểu em quay Nhưng mà cái nhặt nào nói là cái người chồng là cái người Không có giấc mơ Và tối ngày cứ say xỉn mà người đó mà say xỉn về nhà mà vợ đi làm em quay không nấu cơm cho ăn á Bắt đầu là chửi rồi đó Mà tối ngày cứ đi hoài à Mà không biết em quay là gì bắt đầu rủ mấy quan nhậu lên rồi hỏi đây mấy mày biết em quay là gì không nha Tao thấy tao, vợ tao đi làm tối ngày à Thì mấy, mấy bạn giọng bắt đầu nó nói với nha Ây da à, vợ mày đi làm em quay hả Trời ơi bị vũ rồi vô trong đó cái chừng là bán nhà đó Chừng bán đất đó Cấm vợ mày đi đừng có cho vợ mày làm Bắt đầu về tới nhà bắt đầu chửi vợ Không có cho làm nha Tôi nói không làm là không làm nha nhưng mà người vợ là người hiểu em quay nhất Cái người chồng là cái người chả biết em quay là gì Mà hỏi mấy ông bạn nhậu Bắt đầu là sao Nhưng mà người vợ quyết tâm Bây giờ là phải thuyết phục được người chồng để làm Để hiểu được Nhưng mà thuyết phục không được Thì có một lần chung nhớ rất là rõ Khi mà chung Thơ lên được Diamond đó, Công ty em quay về Cần Thơ Làm một cái đại hội ở Cần Thơ để tiên dương cho vợ chồng Và lúc này Người vợ suy nghĩ đây là cơ hội rồi Dẫn chồng mình đi cái chương trình này Chắc chắn chồng mình sẽ hiểu em quay và bằng mọi cách dùng nhọt khổ, dục kế Dùng mỹ nhân kế, dùng tất cả Để thuyết phục à, Nhưng mà mỹ nhân kế là chắc đánh thua rồi Tại vì người phụ nữ không có được đẹp Mà nói với người chồng Anh ơi Bây giờ anh muốn cản em làm em quay Thì phải biết em quay là cái gì Đừng có nghe những người xung quanh nói Phải vô giữ một cái chương trình một lần đi Anh nghe cái chương trình này một lần thôi Nếu như anh nghe em quay Anh không hiểu em quay, em sẽ nghĩ làm năn nỉ hết mình và cuối cùng người chồng đó đưa lại để tôi đi nghe coi cái thằng chung dương thơ là nó nào em quay là cái gì và công ty làm một cái đại hội bốn ngàn người có cái cái hình ảnh cái băng gôn của mình cái hình đẹp rất là đẹp bắt đầu người vợ bắt đầu sao nghe chồng bắt đầu đi rồi mừng lắm anh ơi đi sớm nha đi sớm thì có cái chỗ ngồi tốt đi trễ sao không có chỗ ngồi bắt là chở chồng bắt đầu vô vô sớm rồi vô tới thì bắt đầu là người ta chưa cho vô tại vì tới 5 giờ rưỡi mở cửa mà bắt đầu là 5 giờ 4 giờ mấy 5 giờ là tới rồi bắt đầu đứng ra cửa hoài thì người vợ nó thôi anh ơi, ra ngoài ngoài cổng á trước cổng uống nước mía đi chờ tới giờ mình vô và cái chị biết cái khúc uống nước mía này nó quan trọng lắm nè bắt đầu là cái người chợ ông rất là khó chịu đang nóng lính mà tôi có cái hai đứa này là cái đứa nào vậy mà nó dụ vợ tao đi làm em quay mà cái mặt hầm 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 ra ngoài cái cửa ngồi uống nước mía đúng là cái bà bán nước mía này rất là lợi hại cái lời nói của bà bán nước mía có thể là thay đổi vận mệnh của một con người. <laughs> đây. Ê, hai vợ chồng bắt đầu ra ngồi uống nước mía. Ngồi xuống. Cái bà bán nước mía thì không có gì, gì làm rảnh lắm. Ngồi xuống là cái cây mía đúng không là ít vô. Đẩy ít vô bắt đầu. Hỏi, đi đâu đây? Dự này hả? Chỉ là cái hình trung thơ treo đó đó. Trời ơi mấy ông ơi, khó lắm. Ngàn người mới có người thôi. Đừng có làm. Trời ơi làm được tôi làm mất tiêu rồi Đâu tới bữa ông Ây à cái người chồng đàn rất là khó chịu ha. quá Có là sao Nghe cái người bán nước mía nói gì Không có làm Về Nghe bà bán nước mía nói không Khó lắm Bà làm không có được đâu Ngàn người mới có người thôi Không có tới lượt bà đâu Về Bà là bà, bà không về là được cái về nhà nữa đó nha Bà bắt vợ phải nghỉ làm em quay Bà để lại về làm gì Tiếp tục làm nông dân và nấu cơm cho ổng ăn Đi dậu tiếp Và cái gì đó Khi mà chúng nghe được cái câu chuyện đó và chúng nói với đoàn đội mình một kinh nghiệm Và pues, cái kinh nghiệm này rất là quan trọng Và các anh chị mà trong nhà phân phối mình Đoàn đội mình nói Anh Trung ơi Em làm em quay Muốn lên đây mình phải làm sao Và chúng nói Muốn lên đây mình cái việc đầu tiên là không được uống nước mía <cười> 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 Xin lỗi những người bán nước mía chân chính Chúng muốn nói với đồng đội mình Thành công phải nghe người thành công Tại xung quanh mình quá nhiều người Cái cuộc sống họ không có tốt Mà họ đòi, toàn là chuyên gia đi khuyên mình ấy da à, làm mày quay khó lắm Đừng có làm Tao thấy quá nhiều người kìa Họ làm có được đâu Mày mà làm mày giống vậy đó Thì mình nghe ai Bữa nay mình đi nghe em quay Mình thấy được những người thành công Mình thấy được cái cuộc sống của những người thành công Nhưng mà khi mình bước ra về á Thì quá nhiều những cái người khuyên mình Và chung lối bao đoàn đội muốn thành công phải nghe người thành công Vậy mình nghe người nữa bán nước mía mình sẽ làm gì mình sẽ đi bán nước mía chứ làm cái gì nữa đúng không ạ à? mới đi nghe em quay về và mình nghe người này người kia nói là mình sợ rồi đúng không ạ à? cái kinh nghiệm các chị khi mà cái chị bước về cái chị làm em quay khi mà bắt đầu là sao hỏi em quay người này hỏi em quay người kia sẽ có rất nhiều người bắt đầu khuyên mình và các chị nhớ ngay đừng ngủ nước mía là được rồi được không ạ? À? Nhưng mà còn quá nhiều cái kinh nghiệm, còn một kinh nghiệm nữa. Có một nhà phân phối, chúng chia sẻ em quay. Bắt đầu sau cái người này bắt đầu sẽ nghe em quay, cứ nghe cơ hội, nghe được cái tương lai là bắt đầu là mê mẩn rồi. À. Nhưng mà nói với mình á, tao sẽ về lấy cái giấy chứng minh tao mở thẻ ngay lập tức. Và đang nghe em quay cái là máu lửa gì đó. Bắt đầu bắt đầu sao có niềm tin em quay rồi. Nhưng mà về, bắt đầu trên đường về bắt đầu là sao đói bụng và ghé vô cái chỗ ăn bún nước lèo. Cái bún nước lèo này cũng lợi hại lắm nè. À. ghé vô ăn <laughs> bắt đầu ngồi vô ăn nghe em quay có thể thay đổi vận mệnh một con người mình đã nắm bắt được một cơ hội rồi bây giờ mình phải liên tục chia sẻ bây giờ hỏi cô ơi cô bán bún lâu chưa trời ơi con ơi bán bao nhiêu năm cuộc sống vất vả lắm khổ lắm cô có muốn thay đổi cuộc sống không ai mà không muốn con ơi con có một cơ hội giúp cô thay đổi cuộc sống Cô nắm bắt không Cái gì vậy con Cô biết em quay không Ôi trời ơi em quay nữa hả Thôi con ơi Trời ừ, ơi cháu cô nó làm Nó trốn mất tiêu rồi kìa Trời ơi cô thấy nhiều người lắm á Thì mà con ơi coi chừng con bị tẩy não rồi đó Đừng có nghe Mấy người đó dụ không à Không ai làm được đâu Đừng có nghe Nghe cái bà bán nước bún Bán bún nói gì xong Bắt điện thoại điện lên cho mình ngay lập tức Trung ơi Thôi chắc tao suy nghĩ lại tao không làm em quay đâu mà Ủa mới nãy máu lửa quá mà Hứa về mà có thể làm với mình mà đồng hành với mình mà Hỏi sao vậy Tao mới nói cho bà bà bún vậy đó Bà khuyên tao đừng có làm Thôi tao sợ quá thôi Mày mốt đừng điện thoại tao nữa nha Bà cúp máy Mấy bữa sau điện lại Thôi tao có làm hay Bữa nay tao điện mày tao không có kêu mày làm Mà kêu mày đem cái bằng đại học về đốt đi Đốt để làm gì Đi bắn bún chứ làm gì một kinh nghiệm, chúng nói đoàn đội muốn lên đây mình, cái thứ hai là không được ăn bún nước lèo. Hơn là Hà Nội không có người bán bún nước lèo. À. cái kinh nghiệm này chúng về cà mau, sóc trăng không dám chia sẻ, tại bún nước lèo ở sóc trăng nhiều lắm. và ý của chúng nói là đoàn đội mình, nghe em quay phải có niềm tin từ em quay chứ. Tận mắt mình chứng kiến, tận tay mình nghe thấy Nhưng mà thông qua có một người, hai người tác động thôi là mình bỏ cuộc à 11 năm qua Trung Thơ, quá nhiều cái tác động Quá nhiều người bắt là kêu mình nghỉ em quay Rất nhiều bạn bè của mình khuyên mình đừng làm em quay Người thân của mình cũng từ chối mình Nhưng mà cuối cùng mình cũng thành công vậy Vậy mình tin ai? Mình tin vào chính mình đúng không ạ? em cuộc đời của mình muốn thay đổi đúng không? Mình muốn thay đổi thì phải tin mình Và tin vào cái sự nghiệp kinh doanh em quay Và chung đối với đồng đội một khi đã tin em quay sống là nhà phòng của em quay chết cũng phải là ma em quay à. À. hà nội này có nhiều công ty đã cấp làm ủa gì miền tây không có à? nó còn nhiều giống như vậy đó rất nhiều người á trung ơi anh mới nghiên cứu một công ty mới à qua đây làm với anh nhiều tiền lắm em quay bây giờ khó lắm thôi thôi anh ơi anh làm đi em chỉ yêu em quay thôi cái ra à, mà nó họ làm hai năm sau trung ơi anh nghiên cứu được công ty mới nữa em cái này nó lợi hại hơn nữa nói anh ơi anh làm đi đừng rủ em em nói rồi em sống là nhà phân phối em quay mà chết cũng là ma em quay thôi đừng rủ nữa cuối cùng bây giờ họ không biết đâu nữa qua công ty này qua công ty kia và cuối cùng không công ty nào mà thành công hết và chung nói với đoàn đội phải có niềm tin tin vào công ty em quay và tin vào chính bản thân mình là quan trọng nhất Chúng nói bây giờ chỉ còn có niềm tin thôi Là đai minh không là vấn đề Sáu người thôi mà thì trong xã hội này làm sao tìm được sáu người có niềm tin đi cùng với mình Các chị có đủ niềm tin không Được rồi, cảm ơn Cảm ơn em Chúng, chúng vi tân ra làm tỉnh trưởng ở ngoài thủ thủ đô trưởng làm mà ở miền tây chung người là tỉnh trưởng ra tới đây là thủ đô rồi là thủ trưởng <laughs> tại sao chúng cử một lãnh đạo trẻ tại vì chúng thấy người bạn trẻ ở hà nội cực kỳ là nhiệt quyết đúng không ạ à? các bạn trẻ ở hà nội rất là có giấc mơ đúng không nếu như ngày hôm nay các bạn không làm thì các bạn sẽ nhường thị trường cho chúng ta làm Ngày xưa mà chung biết em quay Chúng nói tại sao 18 tuổi Em quay đâu về Việt Nam để mình biết mình làm Mình hiểu được em quay Mình khát khao thành công em quay Mình nói cái tuổi trẻ này mà thành công em quay Cuộc đời mình nó sướng cỡ nào Nếu như bây giờ 18 tuổi mà mình làm em quay Bây giờ nỗ lực 3 năm lên đây anh đi 3 năm sau mình mới có 21 tuổi mà lên tay anh rồi Đúng không ạ à? Bây giờ mà có niềm tin đó Thì 3 năm sau Tuổi trẻ của mình đã hưởng trọn vẹn cuộc đời đúng không ạ à? tôi hỏi những cái chuyến du lịch với em quay đi nó sướng cỡ nào nếu như mà đi du lịch với em quay mà các bạn tuổi còn trẻ các bạn sẽ được hưởng tất cả những cái trò chơi cảm giác mạnh mà anh Kiều đưa ra Đã. cái năm mà Trung đi New Zealand có anh Đàn với chị Hảo, có rất nhiều các lãnh đạo anh Kiều hỏi có ai dám nhảy bên xi si không Chung là người sơ thương vong đầu tiên nói em sẽ là người sẽ nhảy đầu tiên có lên xe đi đi xuống bắt đầu là chuẩn bị vô cái chỗ nhảy bên xi si. cái độ cao nó là bốn mấy mét mà buộc công dây yêu dò mình phóng xuống chung là cái người đăng ký đầu tiên, và khi mà đứng ra rồi các chị biết cái cả cảm giác mình nổi sợ sợ độ cao, các chị sẽ không điều khiển được tay chân của mình. nhưng mà chúng nói mình phải nhảy, tại vì nó chỉ qua sợ thôi mà. mà chúng hỏi cái người hướng dẫn viên du lịch đó, cái trò chơi này từ trước giờ có ai chơi mà chết chưa? các bà nói không à, chơi mà chết làm sao người ta chơi? Ủa gì? Không chết tại sao mình không dám chơi? Chẳng qua mình sợ mình thù mình thôi à? và chúng nói mình phải là người đầu tiên và à. nhảy xuống rồi nó phát hiện ra mình không có chết đây mà chẳng qua mình sợ mình hù mình và chúng nói là tất cả những cái gì mà nỗi sợ là chúng phải vượt qua hết khi mà khó khăn lớn nhất đến với mình là cơ hội tốt nhất để mình bứt phá bản thân của mình mình vượt qua cái giới hạn của mình đúng không ạ à? còn bây giờ lẫn tránh khó khăn mình né tránh khó khăn thì khó khăn đến với mình cả cuộc đời thì cuộc sống của mình đã gặp nhiều khó khăn rồi bây giờ mình không một lần đối diện với khó khăn em quay đi thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề cuộc đời của mình đúng không ạ chỉ cần một lần thành công em quay thôi là cả cuộc đời mình sẽ thành công đúng không nhưng nếu bây giờ mình sợ em quay nếu bây giờ mình không làm em quay thì bao giờ cuộc sống mình sẽ tốt hơn Và chung nói với bản thân mình cũng vậy phải một lần đối diện với khó khăn do đó khi mình đi chơi với em quay đi du lịch với em quay chúng rất là mê những cái trò chơi cảm giác mạnh năm giờ rồi đi dubai mà anh chiều cho nhảy dù mà chung không được nhảy ấm ức dữ lắm Tức lắm Nhưng mà hy vọng Năm nay đi Hawaii Anh chiều lại cho nhảy dù Năm mà đi New Zealand vừa rồi Anh chiều cho chơi cho chơi nhảy dù là một là cái Độ cao là 43 mét thôi Nhưng mà chúng nói nếu như lần sau Anh chiều phải cho cái độ cao nó tăng lên là 143 mét chung cũng sẽ là người đầu tiên để nhảy Tại vì mình là cái người muốn khiêu chiến với khó khăn Là cái người luôn luôn đi tìm thử thách để chiến đấu chưa bao giờ chúng ta sợ khó khăn đâu các chị ạ, à. các chị làm em quay đừng bao giờ sợ khó khăn, khó khăn nó không giết chết mình mà chỉ có suy nghĩ nó mới giết chết mình đúng không ạ? À? quá nhiều người làm em quay tại sao không thành công? Tại vì họ gặp chút xíu vấn đề thôi là họ dừng lại rồi, nhưng mà mình bước lên vấn đề mình cứ đi đi, các chị cứ thẳng tiến mục tiêu đời mình mà các chị bảo bảo trợ, bây giờ mình suy nghĩ tay mình chỉ cần sáu nhánh thôi à? Thì sáu nhánh bắt đầu từ sáu người thôi à Sáu người đó từ đâu bây giờ à, bước ra ngoài mà đi nói đi Bây giờ mở miệng Câu thứ nhất làm quen Câu thứ hai ta hỏi mình làm cái gì đó là mình làm em quay à. Tại vì 11 năm trước chúng tôi biết em quay cũng vậy đó Chúng tôi vô quán cà phê ngồi Lúc đó chúng đi làm bất động sản Đang ngồi uống cà phê đó là, là ngồi uống cà phê đang nói chuyện gì đó Thì cái người làm em quay ngồi kế bên mình không biết đó là anh quay qua anh hỏi Hai đứa em làm gì ngồi vào đây rảnh vậy Dạ em làm bất động sản Anh làm gì vậy anh đang làm em quay em quay là gì vậy anh chỉ cần một câu em quay là gì thôi anh và loại móc tất cả gì có thể đem cái bạn nói à. và lúc đó có hai người ngồi nghe chung và một người bạn nữa làm bất động sản nghe giữa chừng cái người bạn đó Thôi chung ơi về tao nghe cái này nó không không hay lắm á tao nghe cái này giống giống đa cấp không mày Thôi về lúc đó mình nói đa cấp cái gì nghe cứ nghe đi có mất gì đâu cái này có chừng bị gạt đó gạt cái gì Mày có tiền đâu, tao cũng có tiền đâu Nghèo muốn chết mà còn sợ bị gạt à Hả? Nhưng mà nó lặng lặng nó đâu về Bây giờ về, về trước đi tới tao ngồi nghe Và cuối cùng cái thằng không có giấc mơ đứng lên về Cái thằng có giấc mơ lại ngồi lại Và cuối cùng cái thằng có giấc mơ bây giờ lên được đài mình Còn cái thằng không có giấc mơ thì sao Bây giờ vẫn làm cò đất cái đó, Tại sao gọi là cò đất Đây làm hoài không có ăn nó ốm như con cò vậy đó bạn của mình là vậy đó Ủa gì? 11 năm mình làm em quay Cuộc sống mình thay đổi hàng ngày Cuộc sống mình càng ngày càng vui vẻ Nhưng mà cuộc sống của bạn mình là càng ngày nó càng mệt Càng ngày nó càng thụt lùi Cách đây mấy ngày Cách đây mấy tháng Đăng lên thông tin Có một cái nhà ai muốn mua bán lại Về quê cắm câu Là bây giờ sống ở đất thành thị Áp lực quá mệt quá rồi Bây giờ muốn giờ về, về quê Ủa gì nỗ lực 11 năm qua Mà tại sao bây giờ cuộc sống không tốt mà tại sao cuộc sống nó tệ vậy trong khi mình đi chơi em quay mà em quay càng ngày cuộc sống nó càng vui vẻ đúng không ạ à? vì cuộc đời của mình muốn cái gì mình cũng không biết mình phấn đấu gì cái gì mình cũng không biết có ngày cứ đi cái giải quyết cái trước mắt nhưng mà nó cái khó khăn của cuộc đời thì không đi giải quyết đúng không ạ à? một lần thành công em quay thôi là giải quyết bài toán của cuộc đời rồi chỉ cần cái chị lên đây mình thôi là tất cả những vấn đề của cuộc đời đã giải quyết hết rồi có phải không ạ à? thì hai năm lên đây mình được không bữa nay nó hơi có năng lượng nên chia sẻ cho thị trường miền Bắc cái chiến lược của Trung Thơ lợi hai năm lên tay mình. Đây là cái bí mật của đội đội Trung Thơ. Nhưng mà chỉ nói cho miền Bắc thôi. Nhưng mà không ngờ anh Chiều có live stream nữa. Cả nước đều biết rồi. Kế hoạch của Trung Thơ là hai năm lên tay mình. Trung Thơ nói hai năm phải có hai giai đoạn. Năm thứ nhất là phải có đủ 6 nhánh Năm thứ nhất là phải có đủ 6 nhánh Ít nhất từ 6% trở lên Ngay từ ngày hôm nay Ngay từ bây giờ là coi như bắt đầu của chiến dịch 130 ngày đêm Tới 12 tháng sau Các anh chị phải có 6 nhánh Ít nhất từ 6% trở lên Và trong năm đầu tiên này Phải chia ra làm hai giai đoạn Giai đoạn đầu tiên Đó là bảo trợ làm sao tìm đủ 6 người Trong 6 tháng một tháng phải quyết tâm bảo trợ được một người tiềm năng Một tháng phải tìm ra một người Và chúng nó đồng đội mình Làm em quay mà một tháng không bảo trợ được một người thì về ngủ đi Và 6 tháng còn lại Dẫn dắt sáu người đó Để làm sao có được cái bản lĩnh của người lãnh đạo Còn việc còn lại năm thứ hai Là trong một năm đó Mình dẫn dắt một người đã có Cái năng lực rồi Đã có một chút xíu thành tích rồi Sẽ lên một Latinum Thì hai năm hoàn toàn có thể lên đài mình và chiến dịch này chúng đang triển khai cho tất cả đồng đội của mình Người mới Chúng tôi nói hai năm sau em sẽ là đại mình Bây giờ chuẩn bị đi hai năm nữa anh chiều sẽ tiên dương mình trên sân khấu vũ đỏ đó Và bảo trợ được người mới Và chúng nói họ hai năm em hoàn toàn có thể trở thành một đại mình Và bây giờ ai cũng có niềm tin Và cái việc của mọi người là bây giờ bảo trợ bảo trợ bảo trợ Ngày xưa chúng không có nói cái chiến dịch này Và mỗi người hầu như là không có nhánh Mọi người không biết đi bảo trợ mà quên cái mục tiêu của mình và mình cũng không biết là mình có bao nhiêu nhánh Ngày xưa chúng làm một cái đại hội Có nhiều người nói chúng em dẫn bây giờ là ba 30 người đi đại hội Nhưng mà bây giờ mình hỏi ba 30 người đó em có bao nhiêu nhánh Một nhánh Nhưng bây giờ thì khác à ba 30 người đó em có 10 nhánh và bây giờ là sao? Rất nhiều người trong hệ thống trung thơ Đặc biệt là các lãnh đạo Bây giờ hừng hực khí thế Bây rất là có niềm tin Hai năm sau lại lên đại mình Vậy em quay dễ hay khó? Miền Bắc với miền Nam nó giống với nhau à? Nó cũng rất nhiều người biết em quay rồi. Nhưng mà nếu như các lãnh đạo mà không có niềm tin thì thị trường này sẽ là của người khác. Đúng không ạ? Cái đó chúng nói với đồng đội của mình. Chúng nói với đồng đội của mình bây giờ chị Điệp về miền Nam rồi. Bây giờ chưa có chân chị Điệp làm. Bây giờ mình vừa làm miền Nam mình đánh ra miền Bắc luôn. <laughs> rất là cảm ơn chị đẹp cho em xin phép ra đây <laughs> à, phải có niềm tin cái gì à, đi làm em quay các chị phải có niềm tin chỉ cần có niềm tin là các chị chắc chắn sẽ thành công được không ạ à? à, hình như hết giờ rồi nãy giờ chung mê quá à. anh chiều cho phép chung chia sẻ chín giờ rưỡi thôi bây giờ hút tới hai mươi phút rồi và để kết thúc chương trình Trung kể cho kỳ nghe một câu chuyện à, nói câu chuyện các chị lại cười à, Trong gia đình này có hai vợ chồng à, Hai vợ chồng Người vợ Thì rất là khó tính Nhưng mà rất là kỹ Còn người chồng Thì rất là bình tạ tĩnh Rất là, là sao thanh bình và Nhưng mà cái tánh thì hơi hậu đậu Cầm đồ vật trên tay thì hay rớt xuống Và người vợ thường hay nhắc nhở anh ơi anh gớt đồ kìa cẩn thận chút xíu người vợ á, thì làm việc một ngày bắt đầu về cảm thấy rất là áp lực rất là bị stress và buổi chiều nào cũng ngồi gõ mỏ tụng kinh để tìm kiếm cho mình cái sự bình an và chiều về là cứ gõ cốc 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 nhưng mà ông chồng thì làm việc cứ đi qua đi lại và sách đồ trên tay cứ rất là bụp bụp trời ơi người ta muốn tìm kiếm, kiếm cái sự bình an mà anh cầm đồ cẩn thận cất đồ kìa tiệm chồng cứ là vui vẻ nhắc lên và ngày nào cũng vậy lặp qua lặp lại và có một hôm người vợ đang gõ mỏ Ông chồng đang sắp đồ đi qua đi lại Rất là búp 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 à, nó ấm ức quá cái này đứng lên chửi Ông ấy là cái người ẩu đậu lắm á Cẩn thận một chút xíu nha Cầm đồ gớt hoài Gớt đồ kìa lụm lên Cái ông chồng bắt đầu là đứng lụm lên như quay qua nhìn á Em ơi, em gớt đồ kìa Người vợ đang nóng gì nhìn đó, Gớt cái gì đâu, tôi là người cẩn thận nhất Ông chỉ coi, tôi gớt cái gì Ông chồng đó em đánh gớt sự bình an đó <laughs> Muốn tìm kiếm sự bình an Nhưng mà mình luôn làm rớt đó đúng không à. Mình luôn có sự bình an trong người Nhưng mà hay đánh rớt nó dễ dàng Và chung nối với đoàn đội của mình cũng vậy Muốn lên đài mình Thì tuyệt đối không được đánh rớt niềm tin của mình Và chúc cho tất cả các chị sẽ thành công cùng em ơi